Trời, còn thời gian à. Hướng này là một cái khuôn viên khách sạn của nó. Nó đi tram. Nó đi 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 xe lửa. Cái khu này là đi đàn xe lửa không ạ? Đó, khách sạn gì mà to dữ trời. Chung ai ở mấy chỗ hết trời. Vậy mà ở hết luôn không á? Ở hết luôn. Đi vòng vòng hết cho biết trước khi đi về. Trước khi đi về. Hello Kitty. Hello Kitty. Đi cho hết luôn hả? Ross. Đi bộ đâu có hết được, đi xe mà. Đi xe đi. Đi bộ đi không nổi thôi. Thôi sẵn đi xe đi. Tới xe. Tới xe tốn tiền hơn là đi. Nhưng mà mình đi bộ mệt. Rồi, quyết định tới cái điểm nào dừng hả? Cứ vậy mà cứ đi. Đi đèn mẫu quá. Dạ, cứ vòng vòng đi lên rồi cứ đi xuống. Cái chỗ này mất mát ngầu cha nữa. Mỹ thì nó muốn ngầu ngoài người nén nó phơi nén lắm á. Ok, hơi chuẩn bị đồ đạc, đâu có lấy gì phải không? Ở bánh, mấy bánh mì đem ra này sao? Đây, đây, đây. Em không ăn nữa rồi đó, em mới ăn xong rồi đó. Lấy cho anh thôi một cái thôi. Thôi anh nấu ăn để dành bụng một chút đi ăn luôn. Ồ, vậy thôi khỏi, em với má ăn rồi. Đem mì đem về nhà cũng được. Má chứ không đem trưa nữa, còn nửa cái bánh mì đây. Chiều ăn. Má cũng thủ sẵn. Kiếm chỗ nào ấm mát cho má. Má cặp bến ha. Ờ, New York nè, vô New York đậu quá. Ồ, khách sạn mình kìa. Thì đó. Chỗ này vắng nè hả? Ờ. Giờ khi New York có free à. Vô đậu, bữa mình đi á. Vô thôi. Ồ, cái cơ chứ tàu lửa ngay đây nè anh hả? Ờ, đi tàu, tàu lửa mà nó đi vô cái Lexer. Sạn mình đó má, má nhớ không á? Đó khách sạn mình ở đó đó, nhớ không? Đó cái khách sạn cao cao trang tiếng đó mình ở, còn cái nữ thần tự do đây nè má. Má à? À còn đây là New York, nó tới New York nè. Self parking, taxi limo, chắc chỗ này đậu phải phi quá. Ở ngoài vì hả? Mẹ gì con? Tao con gì đó với cái này được con gì con? Được. Này nó xây cái đường để xe chạy dữ quá ha. Giống như dàn giáo quá. Nhưng mà nó xây để cho người ta đi người ta tàu lượn không á? Tàu lượn siêu tốc á. Làm cái nào chắc cái đó mình đi xa mình thấy mấy cái tàu lượn nó lượn vậy thôi, nhưng mà lại mình thấy nó làm một cái một vậy làm một cái tông. Ủa nãy mình vô đây rồi anh, giờ nào nãy mình vô đây cái mình đi vô thẳng vô là đụng cái khách sạn to quá trời to đó, nhớ không? Không nè. Anh nè. Tốn 15 20 đồng đi chơi mà tốn tiền đi chơi vậy đúng không? Thế mẹ con làm đi coi. Cho nó đậu xe đi. Nãy giờ đi vòng vòng cho em biết chỗ này chỗ nọ thôi. Chỗ đẹp nè, chút nữa dắt đi vào đây nè. Chỗ phun nước nè. Ủa mình tới đây chưa? Bữa rồi mình tới rồi đúng tới không? Đi tới đây rồi.
Tới đây xong qua cầu. Chỗ Paris tới đây nè. Dạ, ở trên này đông hơn chứ. Ở dưới kia ít thời gian hơn. À, giống mình vậy mất. Cứ bị lỡ đi xuống. Không xác định được mục tiêu. Không xác định được mục tiêu á. Cứ đi bộ vậy. Ở trong đây là gì ta? Vô ẹo vô coi, mình chưa có vô luôn á. Mình đi đi. Wow. Gì mà thổi kèn đó. Đi. Ồ, taxi. Xe chạy vô vô, mình đi theo nó. Theo mình. Nhìn cho hết cảnh cho biết mới ơi. Valid nè. Nhìn cho hết cảnh cho biết chứ. Valid price nè, coi bao nhiêu. 2 tiếng. Ồ, 20 đồng 4 tiếng. 20 đồng. 24 đồng. Từ 24 tiếng cho tới 24 tiếng. À. 24 đồng. Chơi luôn không? Chơi luôn đi. Chơi luôn đi chứ. Ở đây cũng nó đẹp ạ. Ừ. Cho nó đậu đi. À, hả? Nhưng mà ở trong đây có muốn lấy cái gì ra để ấy không? Lấy cái xe đẩy không? Lấy chứ. Ờ. À, vậy thôi. Taxi lên. Wow. Chắc ra chỗ 10 đồng không đậu. 10 đồng không biết mấy tiếng nữa. Mà không biết mấy tiếng không á. Taxi lên. Đây. 20 đồng. 24 đồng. 24 đồng. Mấy tiếng? Từ 4 tiếng cho tới 24 tiếng. Đậu có 7, mình ở có 7 tiếng mà. Nhưng mà nó cho 24 đồng từ 4 tiếng cho tới 24 tiếng. Ờ sức. À hôm bữa em quay cái hôm bữa em chụp hình cái tháp của Paris á. Xong rồi cái này nè, cái casino này nó nằm gọn ở trong cái tháp đó, nó nằm ở dưới chân tháp đó, đó. Cái chân của cái tháp Paris đó, đó là cái casino này nó nằm ở dưới cái chân tháp đó. Trong đó nó có khách sạn, đồ casino, đồ đầy đủ hết. Nhìn cái toilet của nó nè. À cái tháp đó nó biểu tượng cho Paris á, nên thành ra nó ghi chữ tiếng Pháp luôn. Giống như cái woman, tức là cái toilet cho phụ nữ. Nó ghi tiếng Pháp là Miss Dames gì đó. Là chắc là phụ nữ đàn bà. Ô, em đi ngồi lên. Còn Missy Us gì đó là cái đàn ông. À hả, vậy anh coi. Em đi, thay xin ơi, con ngồi lên đây ghế. Ok, còn cái này nhìn cái toilet của nó nè. Mở sang rộng ra chưa. Ở Las Vegas, ở đằng sau cái ở cái cảnh mà bỏ đây không sao đâu. Không sao đâu. Đi coi nhé, con đi dùng. Ở đây là ở Las Vegas, hôm bữa nó có nhiều cái cảnh xong rồi mình tái hiện. Ở đây nó có xây tái hiện lại, nó quay lại những cái cảnh mà nổi tiếng, những cái công trình hay là những cái tượng nổi tiếng của các nước, một số nước hoặc là một số thành phố nổi tiếng. Ở cái này là nó nằm ở dưới cái chân của cái tháp Paris Pháp á. Để em quay phim lại cái toilet của nó. Cái toilet của nó. Cái này là nó ở trong này nó sử dụng tiếng Pháp luôn. Người ta cái này là cái toilet của nó là đẹp chưa. Quay cái
Vô mày hết. Đi phòng tôi lấy cái này. Đẹp quá hả? Cái phòng toilet nữa. Ok, vậy thôi. Thôi đi ra. Có người quét dọn liên tục luôn, có người quét dọn vệ sinh liên tục luôn, thành ra rất là sạch sẽ. Có người quét dọn liên tục luôn. Hôm nay là casino, ở trong này nó có nhà hàng, khách sạn rồi. Tất cả nó có casino, trong đó nó có chung khách sạn, nhà hàng ăn uống. Đã đẹp ha. Dạ, ở trên cái này là ở trong lòng cái tháp á, mắt bữa mà đứng trước mới chụp hình mới nhớ không. Còn ở trên này nó là cái tháp á, cái này là trong cái chân tháp thôi đó, còn cái tháp nó nằm ở ngoài á, thấy không? Ủa anh Tấn không á? Đây nó chỉ đường, ở trong này nó có cái cục để chỉ đường luôn. Nó chỉ khu nào chứ lộn, không phải chỉ đường. Nó chỉ cái khu nào. Má đâu rồi? À, ở ngoài, ở trên đầu của cái này nó là cái tháp á. Ủa cha con đâu mất? Đi đâu rồi biết không? Nãy mới thấy đứng hai cột mà. Cũng như cái hồi mà mình lên chỗ ông Phật thấy chỗ núi á, là ở trong lèm ở trên á, trong lõm á. Dạ. Trên này kia. Đây nè, như vậy á nha, cái khách ở trong này á, nó làm vừa là khách sạn, vừa là casino, vừa là những cái quầy bán đồ vậy nè, rồi vừa là những cái nhà hàng ăn uống nữa nè. Nằm chung vô trong đó, riêng cái lá Vegas nó có riêng cái lá Vegas nó có đặc điểm vậy á. Còn những cái thành phố khác, những cái tiểu bang khác á, casino của nó là riêng casino thôi. Còn cái này nó một dãy phố, một khu phố toàn là casino hết, nó khác ở những nơi khác nó là vậy á. Ở nhà hàng ăn uống rồi có mấy cái shop bán đồ rồi. Nó làm đèn trong này giống như khu phố thu nhỏ vậy đó mà. Ha. Đưa con sách cho má, đưa đây. Ôi. Nó làm nhà hàng nè. Nó làm như cái khu phố thu nhỏ vậy đó má. Ha. Đó. Cái này là cái chân tháp nha má. Cái chân tháp rộng dài. Dạ, nó làm rộng. Đâu trời, cha con đâu, có gì mình gọi. Ủa nó cho đi đâu mà làm gì mà phải xếp hàng nữa. Không á, ở trong này cây giả đó. Cây thiệt nó đâu có nén đâu, nó sống. Cây giả á. Mày nhìn nhớ thiệt ha. Không, mình không đi đâu biết đâu chưa. Hôm bữa mình đi ra mình ở đây. Dạ thôi tét. Cái này mà ở cái khách sạn này mắc tiền hơn khách sạn mình nhiều. Khách sạn của mình, hôm bữa mình ở khách sạn bình thường á. Còn khách sạn này mắc tiền thì tiền nào của đó kiểu vậy, thấy không? Giống trên trời quá đó, giống như trên trời. Ở trong này nó cũng là phố rồi hay. Nó tái hiện lại cái Paris Pháp á má. Cái khu phố nào nổi, cái khu phố nổi tiếng nào của Pháp Paris á thì nó tái hiện lại, nó xây lại vậy. Trong này dài đi, trong này xứ đi. Dạ. Dạ không đi đâu biết thôi chưa. Vậy mà có ai ở trong nào? Nó mướn đâu? Nó mướn nó bán hàng, nó bán cái shop á. Rồi còn mình tưởng bộ là có gia đình hay.
À, không, nó mướn xong nó bán xong rồi nó đóng. Ở đây mới thấy hiện đại hơn á, à, dạ. Cái này là giống như ở Pháp nó còn một cái khu nào đó mà nổi tiếng á, là ở đây nó xây lại, nó dựng lại vậy đó. Chùa. Đi cho biết hết. Không, con nghĩ chắc nó lòi ra, nó phạm ra bên ngoài nữa chứ không phải cái. À, con đâu biết đâu. Chứ không phải là cái chân tháp không đâu. Nó không có rộng như vậy đâu. À đây nữa nè má. Tức là cái hình ảnh thiệt bên ngoài nó 10 thì này nó gom lại nhỏ lại cỡ chừng 3 như vậy đó. Tức là có bao nhiêu thì nó gom một khu lại, nhưng mà cái diện tích lớn thì nó nhỏ hơn. À, cái một cái vỡ nó to mình gom lại nó nhỏ vậy. Dạ đúng rồi, nhưng mà nó vẫn đầy đủ các chi tiết hết. Dạ vậy đó. À, tại mà thấy không, có 10 khu phố có đèn đường thấy không? Dạ. Cái này đi mới biết thôi, thôi không có quay nữa. À, đi mới biết. Không đi không biết, nó thấy toilet đúng không? Vô sang trưng giống như khách sạn vậy đó. Mà cái đó là toilet thôi đó. Mà nó ghi tiếng Pháp không á má? Mấy chữ tiếng Pháp không á? Mà Úc cho vô cái mình đi xem đến tự xả nước mà nó không đụng lại. À tự nó xả, nó có giống như là cảm ứng vậy đó. Xem cái nó tự xả. Mà không biết giật mình hả? Ở quê mới lên. À, ở quê mới lên không? Còn không thôi để đồ nặng xuống dưới đi cho nó khỏi bị em đi không có dùng xe đó nó no. Trời bể. Xe hả, cất vô đi, đừng cho chơi nữa. Ba em đi kìa. Ba, ba con nè. Em đi. Sao? Đây là túi là gì? Cho đấy. Không theo chó. No. Andy. No. Không theo chó. Không theo chó. No. Con chó đi rồi, con chó đi rồi. No. Chó đi rồi. Chó đi rồi. Chó đi rồi. Thôi chưa? Gắn vô lại chưa? Chưa. I'm still holding. Thôi cứ để xe đi, không làm hư rồi. Đó, đó, đó kìa. Ừ. Hả? Ăn cái cây sao không chịu có bà ăn kìa. Andy. Đi.
Thì là ăn trái cây kìa. Thank you.
như tới giờ 9 giờ mấy sao, thấy cả nửa tiếng đồng hồ em không nhớ nữa. Yeah.